Rồi cô chào mấy em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái chương trình tiếng Anh lớp 8 hệ 10 năm. Bài tiếp theo của chúng ta sẽ là Unit 8, English Speaking Countries. Chúng ta đi qua phần Skills 1 and 2. Phần thứ nhất chúng ta học cái phần Skill 1 Reading. Mấy em mở sách giáo khoa trang 22 để tiện theo dõi. Trong số những cái quốc gia nói tiếng Anh thì mấy em nhìn những cái bức tranh này và mấy em dự đoán coi đó là cái quốc gia nào. Thì chúng ta thấy đây là những cái tòa lâu đài rất là nổi tiếng, cổ xưa và những cái lễ hội truyền thống. Thì cô nghĩ mấy em đoán được đó là Scotland. Thì Scotland mấy em biết được những cái thông tin gì về Scotland thì chúng ta sẽ cùng xem và thảo luận hai câu hỏi sau đây. Number 1, where is Scotland? Number 2, what is this land famous for? Chúng ta qua câu hỏi thứ nhất. Scotland nằm ở đâu? Vậy thì chúng ta nhìn lên cái bản đồ thì Scotland nó nằm ở phần phía bắc của Great Britain, gồm có England, Wales, North Ireland và Scotland. Chúng ta qua câu hỏi thứ hai, thì vùng đất này nổi tiếng về những cái điều gì? Thì đây là những em castles, những cái tòa lâu đài, Highland Games, những cái trò chơi ở vùng cao nguyên, và traditional festival, và một cái rượu nổi tiếng nữa của Scotland đó là whisky. Rồi trước khi vào bài học thì chúng ta sẽ được cung cấp một số cái từ vựng. Thứ nhất, Haunting. Haunting bị ma ám. Fire Brigade, đội chữa cháy. Explore, thám hiểm. Experience, trải nghiệm. Loch, đây là phương ngữ của người Scotland, người ta gọi những cái hồ có phong cảnh đẹp đó là loch, nó cũng bằng nghĩa với lake. Và một cái cụm từ trong bài chúng ta thấy xuất hiện nữa đó là female medical student, nữ sinh y khoa. Rồi mấy em sẽ xem, nhìn cách đọc và chép những cái từ vựng này vào tập để chúng ta học. Thì giờ chúng ta nhìn vào bài reading trong sách giáo khoa trang 22 của mấy em ha. Thì Scotland, ta còn gọi nó là vùng đất của những cái huyền thoại hoặc là những cái truyền thuyết. Thì nó có những cái truyền thuyết như thế nào? Thì mấy em sẽ đọc cái đoạn văn này, chúng ta sẽ tìm hiểu. Rồi chúng ta sau khi đọc đoạn văn, chúng ta sẽ có một cái phần bài tập tiếp theo. Đó là phần bài tập số 2. Yêu cầu của bài tập này là chúng ta sẽ làm gì? Match a place or event with its two features. Mỗi một cái nơi hoặc là những cái sự kiện này nó sẽ có hai cái yếu tố. Thứ nhất đó là Edinburgh, thủ đô của Scotland, Castles, Highland Games, Loch. Và để dễ theo dõi, tìm hiểu những cái yếu tố của mỗi nơi này, chúng ta sẽ cùng nhìn sách giáo khoa ở cái phần thứ nhất. Cô sẽ hướng dẫn mấy em để tìm được những yếu tố, cái thành tố về nói về Edinburgh. Thì chúng ta sẽ nhìn vào cái đoạn văn thứ hai, ba dòng cuối, ba câu cuối của đoạn văn thứ hai. Thì chúng ta thấy một số câu mà cô đã in đậm và gạch chân đó. Edinburgh have its own fire brigade and first female medical student. Có đội chữa cháy riêng nè, có nữ sinh y khoa đầu tiên nè. Thứ hai, Castle. Thì mấy em sẽ nhìn vào dòng 4, dòng 5 của paragraph 1, đoạn thứ nhất. Thì chúng ta có được hai cái yếu tố của những cái tòa lâu đài này, đó là gì? Hàng thế kỷ, cổ xưa hàng thế kỷ, và có truyền thuyết là bị ma ám. Thứ ba là những cái Highland Games, những cái trò chơi cao nguyên. Thì Highland Games chúng ta sẽ nhìn ở dòng 6, dòng 7, dòng 8 của paragraph 1. Thì chúng ta có được những cái trò chơi ở vùng cao nguyên đó là piping, drumming and dancing. Thứ tư, Loch. Thì mấy em nhìn ở đoạn paragraph thứ nhất, câu cuối cùng, thì những cái hồ ở Scotland này người ta miêu tả nó là gì? Phong cảnh hùng vĩ và có thể bơi thuyền trên hồ. Qua cái phần tìm hiểu bài như vậy thì chúng ta sẽ có những cái đáp án như sau. Number 1, Edinburgh, D and F.
Number 2, Castle, A and C. Number 3, Highland Games, B and H. And the last 4, Blocks, E and G. Rồi chúng ta sang tiếp tục phần số 3, trả lời câu hỏi. Mấy em sẽ đọc lại đoạn văn và trả lời những câu hỏi sau. Trang số 22. Number 1, Is Scotland famous for its rich culture? Để trả lời được câu hỏi này thì các em sẽ nhìn vào cái dòng đầu tiên của đoạn văn thứ nhất. Chúng ta sẽ có được cái câu trả lời Yes, it is. Lý do là đây là dạng câu hỏi yes, no. Mấy em bắt đầu bằng động từ to be, is. Cho nên chúng ta sẽ lời là yes, it is. Number 2, What might you see while you are exploring a castle? Khi khám phá lâu đài thì các bạn có thể thấy gì? Thì mấy em nhìn vào đoạn văn thứ nhất ở dòng số 5, chúng ta sẽ tìm được cái câu trả lời, đó là We might see a goat. Có thể gặp ma ha. Number 3, những cái hoạt động mà người Scotland, những cái trò chơi ở vùng cao nguyên của người Scotland đó là gì? Thì mấy em xem ở dòng số 8, đoạn thứ nhất, chúng ta có thể tìm được câu trả lời, đó là những cái trò chơi ở cao nguyên, đó là piping, drumming and dancing. Number 4, một số cái phát minh của người Scotland. Thì mấy em sẽ nhìn ở dòng số 2, 3, đoạn văn thứ 2, chúng ta sẽ tìm được những cái phát minh đó là gì? The telephone, television, penicillin, thuốc uống nè, and the grand court. Câu hỏi số 5, When was the first fire brigade in the world created? Đội chữa cháy đầu tiên trên thế giới được thành lập vào năm nào? Thì chúng ta sẽ nhìn ở cái dòng số 5, paragraph 2, đoạn văn thứ 2, chúng ta sẽ tìm được cái thời gian thành lập đội cứu hỏa này, đó là vào năm 1824. Thì xong 5 câu hỏi này, chúng ta sẽ chép lại, chép câu trả lời vào vở ha. Rồi giờ chúng ta tiếp theo, skill 2, phần writing. Thì chúng ta mở sách tiếp tục trang 23. Thì ở phần writing này, chúng ta sẽ tìm hiểu một cái một trong số những cái quốc gia nói tiếng Anh nữa, đó là nước Mỹ. Giờ chúng ta sẽ được cung cấp một số cái phần từ vựng. Thứ nhất, hop on, hop off, trolley. Từ thứ hai, by trail. Thứ ba, cherry blossom. Rồi mấy em tìm hiểu bài ha. Vậy thì trước tiên chúng ta sẽ nhìn vào một cái phong cảnh ở đây, đó chính là cái thủ đô Washington của nước Mỹ. Như vậy, hãy tưởng tượng rằng các em có một cơ hội để đi du lịch ở thủ đô Washington, và mấy em sẽ làm gì ở đây? Rồi, mấy em sẽ được cung cấp một số cái địa điểm nổi tiếng ở thủ đô Washington để chúng ta cùng đi du lịch ha. Number 1, canoeing along the C&O Canal, enjoying beautiful scenery. Mấy em sẽ được đi cano dọc theo cái kênh C&O để thưởng thức cái cảnh đẹp hai bên bờ. Điểm thứ hai, chúng ta sẽ khám phá Washington DC trên xe điện lên xuống. Điểm thứ ba, các em sẽ có cơ hội viếng thăm Nhà Trắng, nơi Tổng thống Mỹ sống. Điểm thứ tư, chúng ta sẽ viếng thăm Bảo tàng Trẻ em Quốc gia. Điểm thứ năm, các em sẽ được đi chạy xe đạp trong công viên quốc gia trên những cái con đường dành riêng cho xe đạp. Điểm thứ sáu, cùng nhau thưởng thức hoa anh đào trên ở cái hồ Tidal Basin. Thì qua 6 cái điểm du lịch nè cô gợi ý, chúng ta sẽ chọn lựa 4 điểm du lịch thôi, vì chúng ta lên cái kế hoạch cho cái chuyến viếng thăm của mình là 2 ngày, cho nên chúng ta sẽ chọn 4 địa điểm. Ngày thứ nhất chúng ta sẽ đi 2 địa điểm, ngày thứ hai chúng ta sẽ đi 2 địa điểm. Bây giờ mấy em sẽ chọn 4 địa điểm bất kỳ để chúng ta viết vào cái kế hoạch, cái chuyến tham quan thủ đô Washington DC. Giờ các em có thể nhìn vào cái schedule ở trong sách giáo khoa trang 23 của mình, cái bảng B.
Ví dụ như các em đã chọn lựa cho mình được 4 cái hoạt động này. Vào ngày thứ nhất, day one, buổi sáng nè, mấy em sẽ tham quan White House, Nhà Trắng, nơi Tổng thống Mỹ sống. Buổi chiều, các em sẽ khám phá thủ đô Washington trên xe điện lên xuống. Day 2, ngày thứ 2, buổi sáng mấy em sẽ đạp xe trong công viên quốc gia. Buổi chiều, chúng ta sẽ viếng thăm Bảo tàng Trẻ Em Quốc gia. Vậy thì sau khi lên kế hoạch 4 cái địa điểm này để đi du lịch trong 2 ngày, các em sẽ viết lại thành một cái đoạn văn ngắn. Về đoạn văn của chúng ta sẽ được gợi ý như sau. Rồi viết đoạn văn miêu tả lại cái kế hoạch chuyến đi của mình trong 2 ngày. Cô sẽ gợi ý cho mấy em, chúng ta sẽ bắt đầu như thế này. This is the schedule for my 2-day visit to Washington DC. On the first day, we plan to. Ngày đầu tiên, chúng ta lập kế hoạch. Đây, làm cái gì? Hoạt động thứ nhất hồi nãy chúng ta đã chọn. And hoạt động thứ hai vào buổi chiều. Chúng ta ghi tiếp tục ở đây. On the second day, vào ngày thứ hai, chúng ta sẽ lập kế hoạch. Buổi sáng chúng ta sẽ đi đâu? Và and afternoon, buổi chiều chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ hoàn thành cái đoạn văn này cho cô. Chúng ta sẽ viết vào vở, ghi họ và tên, rồi sau đó nộp lại cho cô. Rồi, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Trong thời gian chúng ta nghỉ học để tránh dịch bệnh thì chúng ta cũng không nên đi du lịch ở bên ngoài nữa mấy em. Chúng ta có thể tham quan các cái cảnh đẹp bằng các kênh truyền hình hoặc là YouTube. Xin chào và tạm biệt các em. Hẹn gặp lại.